Trong một thời gian dài, FIFA cố gắng khuất trương ảnh hưởng của World Cup, giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới dành cho phái nam, trong khi bỏ qua những người phụ nữ chơi bóng. Đến năm 1970, Liên đoàn bóng đá nữ độc lập châu Âu, FIFF, có trụ sở tại Turin, Italia đã tự tổ chức giải bóng đá thế giới không chính thức. Giải có 7 đội tham gia và Đan Mạch là nhà vô địch. Từ tiền đề đó, các giải bóng đá dành cho phái nữ vẫn thỉnh thoảng diễn ra, song không được FIFA thừa nhận. Đến năm 1986, tại đại hội FIFA lần thứ 45, đại biểu người Na Uy, bà Ellen Riu đã kêu gọi tổ chức này quan tâm nhiều hơn tới bóng đá nữ. Trong sự dè dặt, FIFA đã tổ chức một giải thử nghiệm vào năm 1988 ở Trung Quốc với sự tham gia của 12 đội. Thành công của sự kiện cuối cùng đã thuyết phục FIFA tạo nên một giải đấu toàn cầu vào năm 1991 cũng tại Trung Quốc. Mặc dù vậy, FIFA vẫn e ngại giải đấu sẽ thất bại, vì vậy không dùng cụm từ World Cup vì sợ ảnh hưởng đến thương hiệu đang rất có giá trị. Giải ra đời với cái tên rất dài, giải vô địch bóng đá nữ thế giới MNMS Cup. Tại sao lại là MNMS? Đơn giản vì Mars, công ty nổi tiếng với kẹo viên nhiều màu, là đơn vị duy nhất tài trợ cho giải đấu. Ngoài ra, giải đấu chỉ được phát sóng trên một kênh truyền hình cáp, nghĩa là ngay cả khi biết nó đang diễn ra, nhiều người hâm mộ cũng khó có thể theo dõi tường tận. Còn ở sân vận động, nhằm tạo nên bầu không khí sôi động, nhiều công nhân nhà máy ở Quảng Đông được huy động đến đóng vai cổ động viên. Trong một thời gian dài, FIFA cố gắng khuất trương ảnh hưởng của World Cup, giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới dành cho phái nam, trong khi bỏ qua những người phụ nữ chơi bóng. Đến năm 1970, Liên đoàn bóng đá nữ độc lập châu Âu, FIFF, có trụ sở tại Turin, Italia đã tự tổ chức giải bóng đá thế giới không chính thức. Giải có 7 đội tham gia và Đan Mạch là nhà vô địch. Từ tiền đề đó, các giải bóng đá dành cho phái nữ vẫn thỉnh thoảng diễn ra, song không được FIFA thừa nhận. Đến năm 1986, tại đại hội FIFA lần thứ 45, đại biểu người Na Uy, bà Ellen Riu đã kêu gọi tổ chức này quan tâm nhiều hơn tới bóng đá nữ. Trong sự dè dặt, FIFA đã tổ chức một giải thử nghiệm vào năm 1988 ở Trung Quốc với sự tham gia của 12 đội. Thành công của sự kiện cuối cùng đã thuyết phục FIFA tạo nên một giải đấu toàn cầu vào năm 1991 cũng tại Trung Quốc. Mặc dù vậy, FIFA vẫn e ngại giải đấu sẽ thất bại, vì vậy không dùng cụm từ World Cup vì sợ ảnh hưởng đến thương hiệu đang rất có giá trị. Giải ra đời với cái tên rất dài, giải vô địch bóng đá nữ thế giới MNMS Cup. Tại sao lại là MNMS? Đơn giản vì Mars, công ty nổi tiếng với kẹo viên nhiều màu, là đơn vị duy nhất tài trợ cho giải đấu. Ngoài ra, giải đấu chỉ được phát sóng trên một kênh truyền hình cáp, nghĩa là ngay cả khi biết nó đang diễn ra, nhiều người hâm mộ cũng khó có thể theo dõi tường tận. Còn ở sân vận động, nhằm tạo nên bầu không khí sôi động, nhiều công nhân nhà máy ở Quảng Đông được huy động đến đóng vai cổ động viên.